Hai mọi người, là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món cháo dừa diên, cháo thịt diên. Nước uống có hơi đèn đá mọi người. Thêm mọi người, cháo thịt diên mọi người, cháo dừa diên. Ly hơi đèn đá mọi người. Muỗng rồi đổ rồi mà mua dùng ăn sáng rồi mà mua ăn sáng mọi người, ăn sáng uống phê làm tới sáng đi mọi người. Cháo vừa ăn rồi, thịt chiên vừa viên rồi, thịt bằm luôn rồi. Ngon rồi. Cái thịt viên này ướp vừa ăn rồi, ăn thơm, ngon. Trời lạnh lạnh ăn sáng nè, hấp cháo rồi ăn cái lòng luôn rồi. Tôi không biết nữa. Tôi dò lại thành viên luôn rồi. Viên là chọn rồi. Dò cho nó tròn tròn rồi. Cháo vô viên luôn rồi. Thịt có mỡ nó dai dai béo béo mọi người, dai dai mềm mềm béo béo. Cái cháo này cũng vừa ăn mọi người. Không có ăn sườn mọi người. Sườn mềm mọi người. Tôi có ăn cháo rồi mà khỏi gieo bún nè, đợi gieo bún là giống như kiểu hồi đó nè, mà chưa đợi gieo bún nè, ăn cho no nè. Cà phê bảo đắng luôn rồi, trời đèn bảo đắng. Trời lạnh teo luôn rồi, dẫn con đá rồi. Giống như quyền luôn rồi. Cái gì teo cũng teo luôn rồi. Ngon, cháo ngon, cháo ngon thơm rồi, vừa ăn rồi. Cái thịt viên, vừa viên rồi. Ăn ngon rồi, cái nó dai dai mềm mềm béo béo, cái ăn thơm rồi, ngon. Cà phê đen bao đắng luôn rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon miệng, có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.